Kính chào toàn thể anh em audio. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 7, ngày đầu tháng của dương lịch. Bên Phạm Thức Audio xin phép được giới thiệu review đến anh em một con âm ly Đờ Non PMA700V. Đây là một sản phẩm có da chất âm rất hay luôn. Và hôm nay là đầu tháng của mùng 1, em xin phép được báo với anh em luôn là cái giá ngày hôm nay em sẽ xuất con này ra với giá rất chi là tình cảm và đáng yêu. Giá con này bình thường ở trên chợ và tất cả các trang và nhiều đơn vị khác đang bán là thấp nhất khoảng tầm 8 triệu rưỡi trở đi. Đây là thấp nhất, phụ thuộc vào độ xấu, độ đẹp và quan trọng nhất là cái độ zin ở bên trong máy. Kênh của Phạm Thức Audio thì có gì nói thế. Và sẽ bán kỹ tri ân cho anh em con âm ly Đờ Non 700V này với một cái giá cực kỳ tốt. Đó là 8,2 triệu. 8,2 triệu cho một chiếc sản phẩm âm ly Đờ Non. Mã của nó là PMA700V. Dòng V thì anh em đều biết rồi. Nó cụ thể ví dụ như là con âm ly 940V. Con 940V thì ai cũng biết rồi. Chất âm rất ngọt ngào, sâu lắng. Quánh được rất nhiều loa. Đấy. Trị được rất nhiều loa, kể cả loa Nhật, loa Mỹ, loa châu Âu. Thì cái con 700V này nó cũng có cái V. Và chính vì nó có cái V nên nó sẽ rất hay. Nó giống như kiểu 7.800 mắc đôi ấy, nó có cái đuôi của Pháp là cái giá trị của nó và chất lượng âm thanh của nó khác hẳn. Về chất lượng thì sản phẩm này hàng bãi vừa về và qua sự lau chùi dọn dẹp của nhân viên kỹ thuật bên em thì độ đẹp của nó này, anh em nhìn này, góc cạnh, bo cạnh. Đó. Có một cái duy nhất thôi là cái này là cái nhược điểm của con máy này, còn lại là không có một chút gì là gọi là nhược điểm. Thì cái chữ Đờ Non này này. Đấy, nó bị mất một cái nét này và một cái nét chữ N ở đây. Đấy, chả sao cả, đúng không ạ? Đấy, em xin báo giá cho anh em con này là 8,2 triệu nhé. Và nếu như anh em nào mua bán nhanh, chuyển khoản hết, em xin phép chỉ có giá là 8 triệu thôi. Chiếc âm ly này được thiết kế với chiều rộng này này. Chiều rộng này từ đây sang bên đây là 43,4 cm. Chiều sâu này của nó, nếu em nhớ không nhầm thì là 39 phân đến 40 phân gì đó, 39-40 phân. Còn chiều cao thì em nhớ chính xác luôn là 17,5 cm, tính cả chân đế. Nếu không có chân đế thì anh em trừ đi 1,5 phân. Chiếc âm ly này thì được sử dụng là điện 100V bởi vì nó sản xuất tại Nhật và sử dụng cho thị trường Nhật luôn. 700, mã 700. Và công suất của thằng này thì tương tự với công suất của con Đờ Non 940V. Công suất của nó là 205W. Sử dụng dòng điện từ 50 đến 60Hz. Nó cũng đầy đủ các cổng tín hiệu vào ăn chơi, ví dụ như CD, tuner. Đấy. Và nó có cả cổng rec này, ớt ra. Con này nó có một cái hay nữa là nó có cổng ớt ra nhá. Ớt ra để đánh súp lóc, ớt ra để đánh súp này. Có cái cổng này, nó hơn những con khác là cái này này. Đó. Rắc loa của con này rất xịn sò luôn. Đấy. Con này nó chạy điện, nó chạy cho những cặp loa từ 6 đến 16 ohm. Đây. A cộng B thì cho chạy đến hẳn 12 đến 16 ohm luôn. Dây nguồn đây. Đánh những cái dòng loa cột. Đấy, dòng loa cột, ví dụ như dòng loa Ditton, Ditiek của Anh Quốc chẳng hạn. Những cái dòng loa nhiều mồm ấy, trở kháng của nó ấy. Đấy, nếu cần trở kháng rộng dài ấy, thì là con này đánh rất tốt luôn. Cái nắp này rất chặt. Và đây, đây là phần ruột gan của máy. Sau khi tháo nắp ra, anh em nhìn này. Đấy, vỉ của nó thì sáng tưng bừng luôn. Sạch sẽ. Đấy, không những sáng lại còn sạch nhá. Đấy, không một chút bụi cận này luôn. Con này sử dụng 4 con sò SKC3519 và 1386A. Đấy. Riêng con 700V này tiếng trầm của nó rất uy lực luôn nhá, bởi vì nó được sử dụng một hệ thống đây này, một hệ thống tụ bù áp, bù của bù. Bình thường là một con âm ly chỉ có 2 cái tụ nguồn thôi. Nhưng con này nó sử dụng đến 4 tụ và thành 6 tụ, 2 tụ trợ đỡ. Khi bật to thì 2 tụ này nó mới hoạt động. Bật bình thường thì chỉ chạy 4 tụ này thôi. Đấy, khi vặn to lên một chút nữa thì 2 tụ này nó đỡ trợ cho cái nút lau lướt. Chính vì thế mà âm thanh trầm của nó dù có vặn to hay vặn nhỏ đều lực hết. Anh em nào thích nghe trầm thì con âm ly này chính là sự lựa chọn rất sáng suốt nhá. Còn đây là cái nguồn của nó này.
PMA 700V. Đấy, nó chỉ gọi là xuống màu theo thời gian thôi, chứ còn để nói độ zin và độ đẹp của sản phẩm thì không chê được một điểm gì luôn. Cầu chì của nó này vẫn là nguyên xì luôn. Đấy, nguyên xì Fox luôn. Máy em bao zin cho anh em toàn tập. Đấy, toàn tập bao zin luôn. Cặp loa chiếc Ably này thì hoàn toàn có thể đánh bầu này. Đánh bầu rất hay luôn, dòng đàn non thì những cái con này đánh bầu rất ổn luôn. Ví dụ như 501, 601 ghép vào tiếng trầm ra rất ổn. Đấy. Với công suất 205W thì nó hoàn toàn có thể trị được tất cả các dòng loa bass 30 đổ về. Bởi vì theo nhà máy thì công suất đầu ra của 8 ohm là 105W trên một check một kênh. Có nghĩa là một bên loa là sẽ một bên R, bên L thì sẽ công suất của nó là 105. Còn với trở kháng là 6 ohm thì công suất của nó là 125W. Chiếc Ably này thì được sản xuất vào những năm 1986. Và giá xuất xưởng của nó em nhớ mang máng nó rơi vào tầm 79.000 đến 80.000 yên. Đấy. Đẹp thật, đẹp chỉ còn thiếu cái thùng xốp thôi. Đấy. Rồi, giá thì em cũng đã công bố rồi. Anh em nào nhanh tay mua lẹ thì chuyển khoản vui vẻ thì em sẽ giao dịch với cái giá là 8 triệu. Đấy, rẻ rất nhiều so với những dòng cùng thời và cùng với những cánh buôn khác. Anh em nào chung kết thì liên hệ đến địa chỉ 752 đường Điện Biên, thành phố Nam Định. Số điện thoại em là 0972 192087. Thank you anh em đã xem và ủng hộ. Anh em nào mua COD thì đặt cọc trước cho bên em, thấp nhất là 1 triệu em sẽ ship COD nốt cho anh em. Rồi, cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ kênh của bên em.